Dạ, xin chào các anh đam mê câu cá đến với video đầu tiên của shop đầu câu bên em ạ. Hôm nay em có một số máy Nhật Bãi muốn giới thiệu với các anh. Tất cả các máy câu ở đây đều là xuất xứ Korea, Hàn Quốc xuất sang thị trường Nhật Bản. Có hai con máy tay quay đôi, giá rất là mềm cho các anh luôn ha. Size thì khoảng từ 500 cho tới 2.000 luôn. Dạ, mời các anh đến với con máy đầu tiên của bên em ạ. Con máy của hãng Shimano, một con máy full carbon xuất xứ Korea xuất sang thị trường Nhật Bản, con máy SS 500 titanium. Con máy này thì mô bin sống này, tiếng lưỡi gà nghe còn rất là thanh luôn ha. Núm con thì nó có in hãng Shimano trên này luôn, cần gạt mượt mà nè. Con lăn thì vẫn còn đẹp và sáng bóng luôn ha. Với con máy này thì nó có vòng tua ratio là 3.8, vòng cước số 2 thì được 70m, cước số 3 thì được 50m. Con máy này thì có thể đổi tay quay trái phải luôn, chốt chặn và quay hai chiều đầy đủ ha. Về ngoại hình thì con máy này với độ cao vẫn còn khá là mới ha, cũng còn khá là ok. Đây, một con máy mã số 1, con máy size thực là 500, rất là gọn nhẹ luôn, khá là mini. Con máy mã số 1 với giá là 190.000, con máy mã số 1 190.000. Đến với con máy mã số 2, một con máy full carbon, con máy hãng SYM của hãng Slumbon. Con máy này thì mô bin sống, núm con cần gạt một mà nè. Con lăn thì cũng còn khá là ok luôn. Về ngoại hình con máy này còn khá là đẹp luôn, sáng bóng luôn, ít có một vài vết xước lông mèo thôi nhưng không đáng kể. Con máy này size thực là 500 nha mấy anh, tay quay trái phải đầy đủ, có thể đổi tay quay luôn, anh nào thuận bên nào thì đổi tay quay bên đó, chốt chặn đầy đủ. Con máy mã số 2, size thực 500, với giá là 160k. Con máy mã số 2 160k. Đến với một con máy mã số 3, một con máy của hãng Bando. Con máy này có tên là KF250. KF250. Con máy này vầu cước để em coi đã. Vào cước số 6 thì được 147m, cước số 8 thì được 103 và cước số 10 là được 76m. Con máy màu đen full carbon cho các anh luôn nha. Một con máy size 1000, nhỏ gọn, khá là mini. Tay quay trái phải đầy đủ, có thể đổi tay quay sang trái phải luôn, chốt chặn đều còn đầy đủ hết. Cần gạt mượt mà nè. Con lăn còn rất là sáng bóng luôn. Mô bin sóng, tiếng lưỡi gà nghe kêu cũng còn khá là thanh luôn. Đây, một con máy của hãng Bando. Giờ là em test hoạt động máy cho các anh xem thử nha. Nút chặn, đảo chiều. Con máy hoạt động còn khá là ok. Hoạt động bình thường. Con máy mã số 3, size thực là 1000, với giá là bán là 170.000. Con máy mã số 3, 170k. Đến với con máy mã số 4 của hãng Longscat. Con
sách F25. Con máy này thì có hợp kim thân carbon. Về ngoại hình thì nó bị tróc sơn ngay chỗ này một chút xíu, nhưng cũng không đáng kể ảnh hưởng tới hoạt động của máy. Cần gạt mượt mà. Con lăn nè, con lăn chỉ hơi cũ xíu thôi, vệ sinh lại là xài bình thường ha các anh. Tay quay trái phải đầy đủ, có thể đổi chiều sang phải hay sang trái luôn. Chốt chặn. Con máy này thì với vào cước mã số 1, vào cước số 1 thì được 220m, cước 1.5 được 160m và cước số 2 là được 110m. Ratio của nó thì được 5.1, một ratio khá là cao luôn. Con máy của hãng Silstar, núm con được in lên hãng lên đây luôn. Về ngoại hình con máy này thì khoảng mới khoảng 80% nha các anh. Con máy mã xay thực là 1.000. Với con máy mã số 4 này thì em bán với giá là 180.000. Mã số 4 180.000. Đến với con máy mã số 5, một con máy xuất xứ Hàn Quốc, xuất sang thị trường Nhật Bản, hãng Master. Con máy C20. Mình vào cước số 2 thì được 130m, cước số 3 thì được 100m và cước số 4 là được 80m. Mô bin sóng, lưỡi gà, tiếng lưỡi gà nghe cũng còn rất là thanh luôn. Núm con. Con lăn thì nó hơi cũ một chút xíu rồi. Này vệ sinh lại là ok. Về ngoại hình thì cũng còn khá là ok. Chỉ hơi cũ theo thời gian thôi, tại vì máy đã qua sử dụng. Con máy này thì tay quay trái phải và chốt chặn đầy đủ, có thể đổi sang trái phải luôn, tùy thuộc vào anh nào thuận tay bên nào ha. Con máy hoạt động bình thường, vẫn còn im mượt luôn, không sợ lắm. Con máy mã số 5, size thực là 2.000, bán với giá là 130.000. Con máy mã số 5 130.000. Đến với con máy mã số 6, một con máy đến từ hãng Longscat, con máy EF35B Siltam, EF35B hãng Longscat. Con máy này thì nhìn ngoại hình nó thì nó vẫn còn khá là mới luôn, độ mới rất là cao luôn, hết xước khá là ít luôn, hầu hết như là không nhìn thấy. Con máy này thì mô bin sóng nè, tiếng lưỡi gà nghe kêu rất còn là rất là ok. Đây đúng con, cần gạt một mà nè, con lăn còn khá là đẹp và sáng bóng luôn. Con máy này thì vào cước số 2 thì được 150m, cước số 3 là 90m và cước số 4 là 70m. Tay quay trái phải đầy đủ, chốt chặn đầy đủ luôn. Có thể đổi tay quay sang trái hoặc phải luôn. Em test hoạt động máy cho các anh coi luôn. Con máy mã số 6, size thực 2.000, em bán với giá là 160k. Con máy mã số 6, 160k. Đến với con máy mã số 7, một con máy
đến từ hãng Sotho, con máy 0070ST. Con máy xây thực là 2000. Mô bin sóng, tiếng lửa gà nghe còn kêu rất là êm tai. Núm con, cần gạt một mà nè. Con lăn nè, còn khá là mới luôn. Con máy này thì vào cước số 2 thì được 130m, cước số 3 100m và cước số 4 là được 80m. Con máy này độ mới nó cũng còn khá là cao luôn nha các anh. Tay quay trái phải đầy đủ luôn, có thể đổi tay quay luôn, chốt chặn đầy đủ luôn. Đây, đổi chiều. Một chiều thì có tiếng, hai chiều thì tắt tiếng nha các anh. Một con máy mã số 7 size thực 2000 bán với giá là 150k. Con máy mã số 7 150k. Đến với con máy mã số 8. Một con máy đến từ hãng Longscat, con máy XR35. Con máy này thì không có sóng, tiếng lưỡi gà nghe còn rất là thơm luôn, nghe đã tay. Nấm con, còn gạt ngược mà nữa. Con lăn còn khá là mới. Về ngoại hình con máy này thì nó chỉ bị xước dâm ngay chỗ này thôi, cũng không đáng kể, cũng còn ngoại hình mới, cũng còn độ mới cũng còn khá là cao. Tay quay trái phải đầy đủ, chốt chặn đầy đủ luôn. Đấy, con máy này thì nó có vòng tua là 4.3. Vào cước số 6 thì được 185m, cước số 8 130 và cước số 12 là 110m. Em test hoạt động máy cho các anh xem. Mượt mà luôn. Hoạt động ok, ổn định luôn. Đấy. Con máy mã số 8 size thực 2000 bán với giá là 150k. Con máy mã số 8 150k. Đến với con máy mã số 9. Một con máy cũng đến từ hãng Longscat luôn, con máy Siuta DF30D. Con máy này thì tay quay đôi. Đây, tay quay đôi, không cần bên nào cũng được. Con máy này mô bin sóng, núm con, còn gạt còn rất là lanh luôn. Đây, con trở thì hơi cũ xíu rồi nhưng cũng ngon. Còn được ha. Con máy này thì vào cước số 4 được 220m, cước số 6 145 và cước số 8 là 110m. Ratio thì được 4.3. Về ngoại hình con máy này thì nó chỉ bị mất nước sơn ngay chỗ cái chân máy thôi, những chỗ khác thì cũng còn khá là mới luôn, độ mới thì cũng còn khá là cao. Đấy, quay hai chiều. Có thể đổi tay quay trái phải luôn. Con máy mã số 9 và xây thực 2000 bán với giá là 190k. Con máy mã số 9 190k. Đến với con máy cuối cùng của ngày hôm nay thì một con máy cũng tay quay đôi luôn, đến từ hãng Long Gester, con máy LG200. Nó có ratio là 5 chấm, vào cước 1.5 thì được 180m, cước số 2 thì được 110m và cước số 3 là 75m. Mô bin sóng luôn, tiếng lưỡi gà vẫn còn kêu êm tai luôn. Nấm con, cần gạt cũng còn rất khá là một nè. Con lăn vẫn còn mới luôn. Đấy, tay quay trái phải đầy đủ, chốt chặn đầy đủ luôn. Quay hai chiều không có tiếng, một chiều có tiếng. Về ngoại hình của con máy này
vẫn còn rất là đẹp, sáng luôn. Con máy xanh đen. Dạ. Con máy mã số 10. Con máy mã số 10 size thật là 2000, em bán với giá là 190k. Và con máy này là con máy cuối cùng của video ngày hôm nay. Em cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc là đặt hàng thì có thể liên hệ số điện thoại em ghi trên màn hình, hoặc Zalo của em cũng là số điện thoại em ghi trên màn hình luôn. Cảm ơn các anh đã theo dõi. Em xin cảm ơn và chúc các anh đi câu vui vẻ. Hẹn các anh ở video tiếp theo của em nhé. Chào các anh.